bạn Nguyễn Hoàng Hoài Ân. Rồi, em xin mời anh Huy và chị Lưu sẽ trao quà tượng trưng cho các bé luôn ạ. Vinh Quang, Nguyễn Tý Vinh Quang, Phương Nghi có mặt rồi nè, Dương Khôi, Trọng Duy, Hoàng Anh, Hải Phong, Dực Thiên, Dực Hạ, Bảo Nghi và Hoàng Hoài Ân. Rồi, dễ thương quá. Rồi, các bạn ở dưới cho các bạn mình chào bó tay đi nào. Rồi, các bạn ở dưới bước lên trên sát luôn. Chúng ta chụp hình lưu niệm cùng với chú Huy và cô Nương nha. Rồi, mình cười tươi nha. 1, 2, 3, cười tươi nào. Xin được cảm ơn anh Lương Quốc Huy và chị Bùi Thị Kiều Nương.